Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay lại có chuyến lên con tôm nữa. Nói chung là con tôm đồ Gia Lai mấy cái vùng trên này là mình đi lên ở tầng lên có khi cũng mấy lần rồi. Thì đi lên đi xuống suốt. Giờ mình với ông bạn là đang lên kiểm tra lại cái con xe cút của bé 75UR từ 6. Tại vì mình đi lên kiểm tra điện lại test lại thử xe thử coi kiểm tra kỹ càng. Đang thử nè mọi người ha. Để quay về cho mọi người xem. Cô ba. Lên này nó nắng lắm, trước lên này mưa bão nước sông quá trời luôn. Giờ mùa này lên là mới có mấy hôm nay lên lại mà giờ nắng trời nắng lắm, trời bắt đầu oi. Cho miền Trung bớt lũ. Cô ba. Con bạn thợ điện có mấy con này, nếu mà con nào chết con nào thì là ra thì không chết cái đó cũng là ra chân nó rất là đẹp, màu xe này trước mình mua đẹp lắm, đem về anh xài. Thôi nhưng mà coi kỹ lại lần nữa thử coi nó anh test thử thôi coi nó như thế nào để biết xử lý luôn. Isuzu 9510 là 2 năm mà mình chưa hư hao gì hết. Cầu wifi nhông về không biết cầu mấy tấn rồi mình cũng rành mấy này nữa. Hốc nhà tự đóng, hộp số thắng hơi được gì nữa nè, tùm lum hết. Xanh lá lớp mới, chở chục tấn. Đây cách chế tạo. Đó. Chuyển động máy ha, đẹp khô ráo. Xe này mình bên mình giao luôn mọi người ha. Bán cho mình về xài. Isuzu 9510 cầu vọng à, còn khô ráo không xì nhớt gì á. Lên đây suốt luôn ạ, quay cho mọi người xem tham khảo. Đang làm sửa cái xe cuốc kìa, xong rồi khi mọi người nào muốn tắm xong xuống tắm xong. Xong rồi hiện tại là bây giờ
đang vận hành thử thôi. Khoảng 给mì vô đổ. Xe anh cô ve mà mới vừa sửa xong giờ đang hoàn thành thử rồi, có bị lỗi hay đặt hai cái gì không. Nắng nó hơi nắng rồi thì do quen anh em thân thiết rồi lên làm mạnh cái xe này cho nó xong, chứ mình không có bên cái mảng này. Cái này mình ít làm lắm. Đây sông suối không? Gặp mấy cái sông hồi nhỏ nhỏ hay gặp sông hay tắm á, uống ra luôn. Ừ, giờ thấy nước nó đen 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 đen. Con này làm nó cũng lanh đấy chứ ta. Để kêu nó lát xúc cái lọc nhớt thủy lực á. Tốt với thầy mấy cái lọc đó luôn mà. Nhấc máy vừa nãy rút ra đen thui. Bây giờ muốn té luôn rồi. Để cứ dọc thử rồi. Đó, đang làm ra nó hiệu quả.
dòng sông, nước chảy đôi bờ. Thương em chín đợi mà 10 chờ.